Dạ, Nguyên xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị em đang xem video live của Bách Nguyên Vlog nha. Dạ, quý cô chú anh chị em ơi, thì hiện tại là Bách Nguyên đang có mặt tại sân bay nè cả nhà. Thì vừa check-in xong cả nhà. Đây ạ, các cô chú anh chị em đang ngồi chờ lên máy bay nha cả nhà. Đây, em sẽ xanh được chuối rồi. Thấy ở thâu có màu xanh chuối rồi cả nhà. Đây là cô Vân Sâm nè cả nhà ơi. Cái gì mình thấy là mình thương à. Chào cô Vân Sâm nhé. Chào cả nhà. Thì sáng giờ ở Nguyên livestream thì cũng có quý cô chú anh chị em mà thắc mắc hỏi là cô Vân Sâm có đi hay không. Thì cô Vân Sâm có đi nha cả nhà. Dạ. Cô nè cả nhà. Đây cô Hương Biển nè, cô Kim Khoa nè cả nhà. Cô Kim Khoa chia sẻ cho con biết hôm qua bị trục trặc giấy tờ làm sao đây. Chị cô đi tới gần ở Sài Gòn thôi, chị Nam mới điện hỏi nói chuyện chơi thôi. Nói mấy chị có sợ giấy chứng minh bắt bo gì chưa, trời chị nói trụ dữ luôn, quên rồi, quên rồi. là lúc đó là mình đang ở Sài Gòn. Đang gần tới Sài Gòn. Gần tới Sài Gòn. Không biết xử lý làm sao, bây giờ gửi xe khách đó là không có kịp. Xe khách lên tới đây là 5 giờ là lên máy bay không có kịp. Dạ. Cuối cùng là cô mới tính là thuê xe 7 chỗ lại chứ. Nó đưa cái giấy chứng minh này luôn, lên sân bay cho mình, nó đi liền. Ôi. Vậy đó. Vậy là phải. Cút đi là 1,7 triệu đó, giấy chứng minh. Mọi người phải thấy cái tờ căn cước công dân của cô cô Kim Khoa là phải chở bằng xe 7 chỗ nha cả nhà. Rút kinh nghiệm làm sao? Rút kinh nghiệm nha, đáng coi là quý vị mà ở tỉnh là mấy triệu mấy lên cái giấy chứng minh đó nha. Ôi, cái đợt này là Nguyên thấy là các cô là làm như là nghe Út Cường có xuồng là vội vàng là đi liền luôn, là quên giấy tờ hết nè, quên hết cả nhà. Đấy, cũng giống như là cái show 18 tháng 3 của anh Nguyên với chú Cụi đưa cho các cô đi về nhà, các cô quên đường về luôn, quên địa chỉ nhà luôn cả nhà. Nó rất dạ đúng rồi. Nếu mà cô tới sân bay là cô sẽ không có chuyển kẹp dù cho không kẹp luôn. Lúc đó là hủy hết luôn rồi đó. Dạ. Mà cái này vô tình hơn chà neo là điện nói chuyện chơi mà, thôi. Mà tính ra cái này cũng may mắn ghê nha. Dạ. Nói chuyện chơi thôi, mấy chị chuẩn bị với chứng minh chưa? Quên rồi, thiệt luôn. Rồi cái cảm giác lúc mà cô quên rồi ấy ra làm sao? Đúng. Bức rước bối rối lắm đúng không? Khó không biết tính sao. Dạ. Điện xe khách. Hồi hộp lúc đó bức rước bối rối hồi hộp lắm đúng không? Tại vì xe khách người ta nói tại lên vì từ đây dưới là sao không kịp cho mình. Dạ, tại vì từ dưới lên tới đây xa mà. Xa, nó tới mấy tiếng hồ mới tới. Dạ. Nhưng mà nếu mà bằng cái xe bảy chỗ thì nó được ok. Dạ. Nếu mà con nghĩ mà điều nó hơi trở nặng tiền của mình. Thôi kệ không sao. Kệ, vui vui. Vui. À. Dạ thì đây là giờ đoàn FC là xách ba lô lên sân bay nha cả nhà. Ở lên máy bay nha. Đây của cô Hương đâu? Cô Hương đâu? Ba lô đâu? Em giá là từ từ. Đây đây đây, đưa đây, đây con cầm bớt cho. Mọi người đi qua đây chào chào em cái nha, em làm video clip nha. Vậy hả? Trời có vụ này luôn trời. Ai đi ngang bé Mai là phải chào nha. Hé nhô. Đây đưa cô Hương đưa đây sách phụ cho. Cả nhà. Qua tới đây chào thêm phát nữa đi. Chào khán giả Quốc Nguyên. Dạ. Chào Hương. Chào Quốc Nguyên. Chào, chào quá trời luôn. Chào quá trời. Chào mọi người đang đi đâu vậy mọi người? Đang đi kiếm Út Cường. Đi đâu mà vui vui vậy ta? Mà màu xanh chú chú. Bây giờ mình bỏ cái gimbal đó mình chào luôn đi. Anh chào, ơi, chào ngược lại coi. Đây cả nhà. Sao
chen ship hàng ở chen vô đây nè, chen vô rồi ta đóng không chờ phát nào luôn. Quá lịch sự chứ. Dạ. À, cô Mai ở Úc. Dạ. À, cô Mai sáng con không bấm rồi. Dạ. À, cô Mai này ở Úc à? Chơi thương gia luôn kìa. Ôi đúng là đại gia có khác. Đúng đại gia chơi thương gia. Quá sốc luôn. Ê Mai ơi, công nhận đại gia đi thương gia không à? Mai mà bà đại gia mà. Tại vì hỏi em hỏi tỉnh đó, hồi đi cùng đi không đúng đâu bây giờ. Cả nhà đoàn FC đang lên xe nha cả nhà. Đang lên xe chuẩn bị là lên máy bay nha cả nhà. Đó, giờ đoàn FC là đang lên xe rồi, cô Vân đang đứng trước Nguyên này. Nay cô Vân Sâm có tiết mục gì đến Úc Cường nữa không? Cô Vân Sâm lên chắc cô Vân được nhận mùi bắp quá. Rủ Cường ngồi nói chuyện nha, cho mọi người nghe, thử cho Cường nói, thử xong rồi Cường nhận quà, còn mình là nhận mùi bắp. Bữa sau là cô có đi nữa rồi nha. Sao vậy? À. Đà Lạt và tặng lại một cái vé cho mọi FC luôn. Cái một quà là thay cô chú ba con đường chẳng dạ. Chẳng bình thường không? Đúng rồi. Ủng hộ vẫn bình thường nhưng mà cái vé này sẽ tặng là một người, tặng là một người khác là một người. À, vậy là show 8 tháng 3 ở 8 tháng 4 này là cô Kim Khoa bận rồi cả nhà ơi. Cô sẽ tặng lại một cái vé đó, tặng quà trước luôn. 30 tháng 4 thì mua được rồi. Nói chung là full vé hết rồi. Đằng sau luôn rồi mà tao trả vé lại nghe. Wow. Không ai đặt luôn. Nữ hoàng sân khấu của Cường á. Nữ chứ đâu nữ. Đây là nó kêu là cô khủng bố. Kêu cái chị này là cái chị 4 số 9 đi. Nó nói nó yêu quạnh. Rồi xong cái nó cô xăm lên. Cái nó hết yêu quạnh rồi. Cường nói không có ai hết. Mà Cường rất là thân thiện với cô Nhân Xăm nha. Dạ. Chị ước mà không có được đâu. Ủa gì hả? Cường nói chuyện với chị không? Có một cái gì đó nó nghiêm túc. Chắc hơi bị ngại ngùng quá. Đúng không? Dạ. Cũng như đối với cô là Cường nó có một cái khoảng cách thì nó cũng giống như nghiêm túc, nó nói chuyện đâu ra đó. Cũng không có dám hài. Dạ. Nhưng mà cô Nhân Xăm lên là Cường nó có cái máu, nó muốn hài sao? Muốn biết lý do không? Cái đó là nó cái thân. Không, muốn biết lý do không? Đây nè, muốn biết lý do không? Cái tuổi của em với Cường quá trên lệch. Còn tuổi của chị có 25 tuổi thôi. Rồi luôn, giờ mới khai nè. Ai nói cô Khoa thì đứng nghiêm túc, nó đàng hoàng, không có lời hài. Nhưng mà cô Nhân Xăm giờ đây. Giờ cô Vân Xăm mới khai tuổi thiệt nha cả nhà, 25 tuổi à. Còn tuổi với mình với Cường là bạn mà. Tới công chuyện luôn. Giờ các cô đi show của Cường giờ trẻ ghê hết rồi. Ta đuổi vô, khỏi ai đi. Nó làm nó trộn thương, nó làm gì
Ủa vậy hả? Vậy đó đoàn cờ nó có một cái vẻ là gần gũi chứ nó không vậy hả? Nó, cái gì hạnh phúc vậy hả? Nói vậy tối nay khỏi ngủ đó. Giống như cô Hương Chà Neo nha. Để ý đây, cô Hương Chà Neo là Cường rất là gần gũi. Vậy hả? Cái tóc của chuối nhớ không? Nó lấy nó làm như nè. Vậy hả? Là nó thân nó mới làm vậy. Vậy là cô nó dễ gì vậy? Đoạn video đó con quay dính đó. Tối khỏi ngủ nè. Tối nay đi quậy nè. Tối nay mấy bà này cũng khỏi ngủ, tôi đi qua tôi quậy. Mới mốt lên là 25 tuổi thôi. Mới mốt cô Kim Hoa lên là nói là 25 tuổi nha. Tóc giả đó, tóc giả con quay đó, dạ. Nó hôm bữa bà bạn ở bên Mỹ nó chơi, chị thấy nó nhảy, chị em không đi tới cho nó coi nó nhảy tới cho sân khấu thì sao nó lọt. Không, chị nói với con là ơi, chị đi đi xô hùng cường vậy chứ hùng cường nó nghiêm túc thì chị lắm mà con nhân xong nó rất là thân thiện. Hai cô lại câu cổ nhau cái cho thân thiện chứ ơi. Cô Vân Sâm với cô Kim Hoa lại câu cổ một cái để con chụp tấm hình thân thiện nè. Dạ rồi. Rồi, thân thiện. Rồi. Nhiều cho Cường. Nhiều để dành tiền là cho Cường, để dành vàng là cho Cường. Rồi ok luôn, đẹp luôn rồi. Chụp tấm hình đẹp luôn rồi. Cái cổ còn Cường nữa mà nó tiếp ra chắc cũng nhiều của cô Kim Hoa. Tại vì vì đỏ đó chị nghe cô Kim Hoa hết trơn nha, trên cái vị đỏ đó khiến cô Kim Hoa đẹp rồi. Cô Kim Hoa là nhà bán vàng luôn cả nhà, không gì ngoài vàng hết trơn. Mỗi lần cô đi xuống đó, nhà cô xuống lặn cái quán đồng hồ cô xuống. Dạ. Ngay chỗ công ty đó cô mua là cô mua lần có mấy chiếc phụ nữ mấy chiếc là... chiếc hai chỉ rồi mua giống như mua sẵn để đi xô hồng cường chứ không phải đâu. Dạ. Không lẽ từ nhà xuống một tiếng đồng hồ đi mua lần một lần mua. Ôi ơi, cô đi xuống tiệm vàng tiếng mấy đồng hồ? Tiếng mấy là ngay công ty vàng luôn á. Dạ. Công ty vàng á. Dạ. Công ty vàng á. À, dạ. Là Kim Tâm là cái thương hiệu. Dạ. Khi mà cường nó có đem bán đi là sẽ không có mất giá nha. Dạ. Nói cô chuẩn bị cho nó luôn. Đúng. Hiểu chưa? Dạ. Cái Kim Tâm là một cái thương hiệu uy tín, nếu mà nó đem nó bán một cái đại đi một tiệm vàng khác nó sẽ không mất giá. Dạ. Còn mua cái tiệm vàng nhỏ sẽ mất giá. Dạ. Vì nó sẽ làm không có đủ tuổi. Dạ. Rồi. Rồi tại trước giờ con không có xài vàng nên con không biết. Giờ nhờ cô Kim Hoa giải thích Nguyên mới biết nè. Bây giờ mọi người lên xe ra máy bay nha cả nhà. Cười muốn đau bụng luôn. Cái này lên xe vẫn tấu hài nha cả nhà. Giờ xuống còn 18 đi. Cô Khoa nó kiểu nghiêm túc mà nó không thấy thôi.
tay cái, xong rồi bữa rửa tóc cái, về không rửa tay hết luôn, về không rửa tay luôn anh, dạ, về không rửa tay luôn. Trời ơi, giờ con gái của cô Hương là nói là về không rửa tay luôn, về không rửa tay mấy ngày luôn không? Có rửa thôi, rửa chén á. Tóm chuyện rồi. Về bữa mất ăn mất ngủ luôn mà. Tay giờ ăn cơm xong không rửa luôn. Rất là vui nha cả nhà. Vậy vậy là show này lên chiều cường ơi, giờ cô với con ngồi dưới đây ngồi bẹt nó nói chuyện nè. Cái gì không phải tới đây mà nghe cường hát không đâu. Ngoài đang ra máy bay nên là tầm âm nó hơi ồn nha cả nhà, là cả nhà thông cảm nha. Ngồi nói chuyện, ngồi siêu cường, ngồi đẹp chúng nói chuyện, chúc cường được tặng quà, còn mình được nhận quà đem theo bịch long chuẩn bị cho ta chửi. Cô Văn Sâm đi tới đâu là nhộn nhịp tới đó liền cả nhà. Cô Vân ơi, coi chừng cái điện thoại kìa cô. Để nghiêng nghiêng á, coi chừng cái điện thoại đó. Sao mà đây mọi người ơi, đây là FC đang lên máy bay đây, mình ngồi đi cửa sau cho nhanh. Dạ của cô bao nhiêu? Mình 23 là đuôi đó của mình. Hai Long ở đâu rồi? Sáu. Người thành công có lối đi riêng, cái máy bay nó ok hơn, nhưng mà không phải cùng chuyến bay thành công. Chào cô Tây Nguyễn.
dạ bé Cường không có đi cùng. Nguyên đang quay nè cả nhà. Like cũng vậy à. Trời ơi, mình vô sao gì đâu không á.